Uh, em xin cảm ơn chủ tịch đoàn kính thưa chủ tịch đoàn thưa các quý vị đồng nghiệp uh, sau đây em xin trình bày uh, bài trình báo cáo của mình về vai trò của các thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá uh, bài trình bày của em gồm có các nội dung sau Ờ, như chúng ta đã biết thì sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong và đây là nguyên nhân hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Khoảng 1/3 phần, phần khoảng 1/3 dân số thế giới hiện nay đang hút thuốc tương đương với khoảng trên 1 tỷ nam giới và khoảng trên 250 triệu là nữ giới. Và trung bình mỗi năm thì có khoảng 3 triệu trường hợp tử vong vì hút thuốc lá, tương đương với mỗi 8 giây là có một người chết vì liên quan đến thuốc lá. Ước tính đến năm 2020 thì sẽ có khoảng 10 triệu ca tử vong mỗi năm nếu như chúng ta không có các cái biện pháp đủ mạnh để có thể làm giảm cái tình trạng hút thuốc này ở Việt Nam thì theo điều tra toàn cầu năm 2015 về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành thì chúng ta thuộc 15 nước có tỷ lệ hút thuốc cao nhất thế giới với 45,3% nam giới hút thuốc và 1,1% là nữ hút thuốc. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái con số những người hút thuốc chủ động thôi. Còn thực sự thì hút thuốc lá thụ động cũng là một trong những gánh nặng bệnh tật rất lớn. À, mỗi năm chúng ta có khoảng 40.000 người Việt Nam chết vì các căn bệnh liên quan đến thuốc lá và chi phí điều, liên quan đến điều trị các bệnh này cũng như là các chi phí liên quan chọn chi cho việc mua thuốc lá là rất lớn. Ờ với những cái tính chất như vậy thì thu, hút thuốc lá nghiện thuốc lá đã được xếp theo mà phân loại mã bệnh tật ICD đây là một căn bệnh và có mã bệnh tật F17 là nghiện uh, là uh, bệnh phụ thuộc vào các cái chất hướng thần thì nghiện thuốc lá được các chuyên gia coi như là một bệnh mạng tính và đây là một vấn đề có hai khía cạnh bao gồm có sự phụ thuộc thể chất vào chất nicotine có trong thuốc lá hay còn gọi là nghiện thực thể và sự phụ thuộc về mặt hành vi đối với hành vi hút thuốc lá giống như một phản hành vi hút thuốc lặp đi lặp lại trong một thời gian dài và nó trở thành như là một thói quen như là một phản xạ có điều kiện. Chính vì vậy mà việc điều trị cai nghiện thuốc lá cần phải giải quyết cả hai khía cạnh của vấn đề này, bao gồm có về nghiện thể chất và nghiện hành vi. Cơ chế của việc nghiện thực thể đối với chất nicotine thì khi mà một người hút thuốc thì ngay lập tức rất là nhanh chóng, chất nicotine đã được hấp thu qua một mạng lưới mao mạch rất giàu ở phổi để vào máu rồi sau đó thì lên hàng rào máu não và chỉ trong vòng 7 đến 10 giây thôi thì chất này đã đạt nồng độ đỉnh ở trên trên não và sẽ gắn với lại các thụ thể của nicotine ở trên não giải phóng kích thích giải phóng ra các chất dẫn truyền thần kinh là dopamine và cái chất dẫn truyền thần kinh này khi có nicotine khi giải phóng được ra chất dẫn truyền thần kinh dopamine thì cái người hút thuốc người ta sẽ có một loạt xuất hiện một loạt các cái hiệu ứng tâm thần kinh như là cảm thấy sảng khoái, yêu đời, an tâm hơn rồi thư giãn và tăng tập trung tăng hiệu quả trong công việc. Ngược lại, khi thiếu nicotine thì sẽ xuất hiện một loạt các cái triệu chứng khó chịu gọi là các triệu chứng của hội chứng cai nicotine. Chính vì vậy mà người hút thuốc buộc lòng phải tiếp tục duy trì cái hành vi hút thuốc đó nhằm tiếp tục duy trì các cái hiệu ứng tâm thần kinh, đồng thời là làm giảm các cái triệu chứng khó chịu khi cai thuốc. Các cái can thiệp điều trị cai nghiện thuốc lá hiện nay thì với các cái bằng chứng về lâm sàng đã dựa trên cái cơ chế của bệnh bao gồm có nghiện thể chất và nghiện thực thể nghiện hành vi đối với hành vi hút thuốc thì đã tác động vào cả hai khía cạnh của vấn đề với các cái phương pháp can thiệp hành vi bao gồm các biện pháp tư vấn và các cái phương pháp điều trị bằng thuốc hiện tại ở Việt Nam thì từ năm 2015 với cái sự ủng hộ và của Bộ Y tế thì bệnh viện Bạch Mai cũng đã giao thực hiện được giao thực hiện cái chương trình phòng chống tác hại thuốc lá và chúng tôi cũng đã thành lập được các cái phòng tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá trực tiếp cho bệnh nhân cũng như là thành lập một cái tổng đài tư vấn cai nghiện thuốc lá quốc gia với đầu số là 18006606 để có thể hỗ trợ kịp thời cho những người có mong muốn cai thuốc và đây là hoạt tổng đài hoàn toàn miễn phí. Các cái phương pháp mà điều trị thuốc nhằm tác động với những trường hợp bệnh nhân mà có triệu chứng nghiện thực thể đối với chất nicotine đặc biệt là nghiện mức độ vừa và nặng thì hiện tại bây giờ khuyến cáo phất lựa chọn đầu tay đó là các cái thuốc thuộc nhóm nicotine thay thế, bupropion và varenicline các cái can thiệp hành vi thì đã được chứng minh qua các thử nghiệm lâm sàng đem lại hiệu quả giúp tăng tỷ lệ cai thuốc và đây là can thiệp đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên đối với nhóm bệnh nhân mà nghiện thực thể hay nghiện thể chất chất nicotine ở mức độ vừa và nặng thì không mang lại cái tỷ lệ thành công như mong muốn và các cái triệu chứng khó chịu khi cai thuốc sẽ dẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái việc bệnh nhân tái nghiện và cai thuốc không thành công. Chính vì vậy mà vai trò của các cái thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá giúp giảm nhẹ và đi đến loại bỏ các cái triệu chứng khó chịu của hội chứng cai thuốc, từ đó góp phần tăng hiệu quả của tư vấn tăng tỷ lệ cai thuốc. Tuy nhiên thì các cái phương pháp điều trị cai nghiện thuốc lá không thể thay thế hoàn toàn cho các biện pháp tư vấn được. Vậy thì những ai là người nên chỉ định điều trị cai nghiện thuốc lá thì theo khuyến cáo của Mỹ thì người ta khuyên là tất cả những cái người mà sử dụng thuốc lá mà có nhu cầu mong muốn cai thuốc thì trừ khi là có chấm chỉ định đều có thể chỉ định sử dụng các cái thuốc điều trị hỗ trợ cai nghiện thuốc lá được. À, Tiếp theo thì tôi xin trình bày về các cái thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá. Hiện nay thì hiện nay chúng ta có ba cái thuốc thuộc lựa chọn được khuyến cáo là lựa chọn hàng đầu theo tổ chức y tế thế giới và FDA, đó là các cái thuốc nicotine thay thế, Varenicline và Vardenafilin và Bupropion. À, tiếp theo thì sẽ có đây là các thuốc mà đã được chứng minh hiệu quả tốt qua các cái thử nghiệm lâm sàng cũng như là hiệu quả các cái tác dụng phụ là ít. À, một cái nhóm thứ hai là các cái lượng thuốc lựa chọn hàng hai bao gồm có Nitritilin, Clonidin hoặc là Saitizine thì là những thuốc mà cũng qua các cái thử nghiệm lâm sàng cũng cho thấy hiệu quả giúp tăng tỷ lệ cai thuốc tuy nhiên cái tác dụng phụ nhiều hơn và một cái nhóm nữa đang ở trong giai đoạn nghiên cứu đó là vaccine Nicotine đầu tiên là các cái thuốc thuộc nhóm nicotine thay thế thì hiện tại trên thị trường thì có rất nhiều các cái thuốc nicotine các cái chế phẩm nicotine thay thế từ dạng miếng dán dạng viên nhai dạng viên ngậm dạng hít và dạng dạng hít qua đường miệng và dạng xịt qua niêm mạc mũi ở Việt Nam hiện tại thì nguồn chính thống hiện tại chúng ta mới chỉ có cái ông nâu là dạng nicotine dạng viên nhai. Cái này thì do công ty dược phẩm Việt Phúc ở Cần Thơ sản xuất và cái trị dạ, một cái hộp là có khoảng 12 viên ngậm 20 mg và chi phí của nó là khoảng 35 000 một cái hộp như vậy. À, về cơ chế tác dụng của nicotine thì trước tiên chúng ta sẽ xem về cái sự biến thiên nồng độ của nicotine ở trong máu. À, chúng ta có thể nhìn thấy ở trên cái sơ đồ này thì cái đường màu đỏ ở phía trên này đấy là cái sự biến thiên của nồng độ nicotine ở trong máu của người khi mà người ta hút thuốc. Tiếp theo các cái đường ở phía dưới, đường màu xanh này là của nicotine dạng xịt và đường màu vàng là cái đường biến thiên đồng bộ nicotine của các chế phẩm nicotine dạng viên nhai hoặc là viên ngậm hoặc là dạng hít và cái cuối cùng là cái dạng nicotine dạng biến dán. Thì chúng ta thấy là uh, những người hút thuốc thì cái nồng độ nicotine rất nhanh chóng chỉ trong vòng 10 giây thôi đã đạt nồng độ đỉnh ở trên não và chính vì cái nồng độ nicotine nó tăng lên rất nhanh như thế này nó kích thích các cái receptor nicotine ở trên não và từ đó giải phóng ra các cái chất diễn truyền dẫn truyền thần kinh gây ra một loạt các cái hiệu ứng tâm thần kinh. Chính vì vậy mà cái người khi, khi mà sử dụng thuốc lá mới trở nên nghiện và đấy là cơ chế nghiện nicotine. Thế còn đối với lại các cái chế phẩm mà nicotine thay thế thì chúng ta thấy là uh, với các... Cái, với các chế phẩm nicotine thay thế thì cái nồng độ nicotine nó không tăng với vượt mức và đạt nồng độ đỉnh nhanh chóng như vậy. Chính vì vậy mà với các sản phẩm nicotine thay thế thì nó không thể gây ra được các cái hiệu ứng tâm thần kinh như là sảng khoái. Và vì vậy những người sử dụng các sản phẩm nicotine thay thế không trở nên nghiện được. Đồng thời là cái các cái uh, sản phẩm nicotine thay thế này nó giúp duy trì một cái nồng độ nicotine ổn định ở trong máu ở vượt trên cái mức họ ngưỡng khó chịu chính vì vậy mà nó sẽ giúp cải thiện các triệu chứng khó chịu khi cai thuốc do cái nồng độ nicotine ở trong máu giảm thấp về liều sử khởi đầu sử dụng nicotine thay thế thì trên lâm sàng sẽ đánh giá dựa vào cái mức độ nghiện thực thể của bệnh nhân chúng ta có thể sử dụng cái test Fagerstrom đầy đủ hoặc là thu gọn với hai câu hỏi để đánh giá về cái số lượng điếu thuốc hút trong ngày cũng như là cái thời gian mà cái người nghiện thuốc lá đó hút cái điếu thuốc đầu tiên ngay sau khi thức dậy cái thời gian mà phải hút điếu thuốc đầu tiên ngay sau khi thức dậy càng ngắn thì cái mức độ nghiện thực thể càng nặng và cái số lượng điếu thuốc hút thuốc càng mỗi một ngày càng nhiều thì cái mức độ nghiện cũng nặng chính vì vậy mà người ta sẽ dựa trên cái mức độ nghiện thực thể đó để chỉ định cái liều khởi đầu của nicotine thay thế và sau đó thì sẽ theo dõi rồi điều chỉnh trong quá trình điều trị À, về hiệu quả của nicotine thay thế thì đã được chứng minh qua các cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng so sánh với giả dược khi kết hợp với lại các cái biện pháp can thiệp thay đổi hành vi. À, đây là một cái phân tích gộp năm 2018 tổng hợp trên Cochrane trên uh, tổng hợp khoảng 133 nghiên cứu với số lượng bệnh nhân là khoảng gần 70.000 bệnh nhân thì cho thấy rằng tất cả các cái chế phẩm nicotine thay thế đều khi kết hợp với các biện pháp tư vấn, thay đổi hành vi thì đều làm tăng cái tỷ giúp tăng hiệu quả cai thuốc và tất cả các cái nicotine thay thế các chế phẩm nicotine thay thế dạng miếng dán, dạng viên nhai, dạng hít, dạng xịt mũi hoặc dạng viên ngậm thì đều làm tăng hiệu quả cai thuốc. À, và vậy thì nicotine thì có thể uh, với cái chất nicotine có thể khi mà giải phóng ra các chất dẫn truyền thần kinh nó cũng có thể có tác dụng làm tăng nhịp tim gây tăng huyết áp vậy thì một câu hỏi đặt ra là liệu các cái sản phẩm nicotine thay thế có làm tăng biến cố tim mạch hay không thì nghiên cứu lăng heo uh, đánh giá trên khoảng hơn năm bệnh nhân thì cho thấy bệnh nhân, những người mà hút thuốc khỏe mạnh khi mà sử dụng các chế phẩm nicotine để thay thế dạng viên nhai thì cho thấy rằng không có mối liên quan giữa tần suất nhập viện do biến cố tim mạch và sử dụng nicotine cũng như là liều dùng nicotine. Có khoảng 25% bệnh nhân thì ghi nhận các cái tác dụng phụ tuy nhiên rất nhẹ và chỉ thoáng qua thôi. Và các cái tác dụng phụ thì liên quan khoảng 5%, 5 những bệnh nhân mà bị các tác dụng phụ đó thì dẫn đến cái việc mà phải ngừng thuốc. À, còn đối với dạng miếng dán thì liệu nicotin dạng miếng dán có làm tăng biến cố tim mạch hay không thì nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng trên khoảng gần 600 bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch được điều trị với nicotin dạng miếng dán 21 mg và so sánh với giả dược trong 10 tuần, người ta đánh giá các cái chỉ số về tỷ lệ tử vong về uh, nguy, uh, xuất hiện nhiều máu cơ tim, ngừng tim rồi nguyên nhân bệnh nhân phải nhập viện do đau thắt ngực, rối loạn nhịp tim thì thấy rằng là không có sự gia tăng biến cố tim mạch với nicotin thay thế dạng miếng dán khi so sánh với giả dược. À, với phụ nữ có thai thì sao thì phân tích gộp 5 thử nghiệm lâm sàng trên khoảng 600 tổng số 645 bệnh nhân là phụ người hút thuốc là phụ nữ có thai hút thuốc thường xuyên thì các cái uh, kết quả thì cho thấy rằng là không có đủ bằng chứng cho thấy rằng là, là dùng nicotine thay thế có các cái tác dụng phụ trên phụ nữ có thai có nhiều nguy cơ hơn so với giả dược tuy nhiên cũng không đủ bằng chứng kết luận về hiệu quả của nicotine trên nhóm phụ nữ có thai này ờ uh, các tác dụng phụ của các cái chế phẩm nicotine thay thế thì thường là ít và chủ yếu là liên quan đến cái dạng chế phẩm mình sử dụng. Đối với dạng viên nhai và viên ngậm thì tác dụng phụ hay gặp là khô miệng, nấc cụt hoặc là khó tiêu hóa, rối loạn khó tiêu, rồi đau hàm liên quan đến cái việc mà có thể là người ta nhai cái viên nhai quá nhanh, đồng thời là không ngậm ở miệng mà lại nuốt nên dẫn đến cái kích thích của dạ dày. Cái này thì để tránh tác dụng phụ thì chúng ta cần phải hướng dẫn cho bệnh nhân thật kỹ cái cách sử dụng cái dạng chế phẩm này như thế nào với dạng miếng dán thì tác dụng phụ chủ yếu gặp là kích ứng da tại vùng dán và bệnh nhân có thể mất ngủ nếu mà duy trì miếng dán qua đêm thì giảm để giảm các tác dụng phụ này thì chúng ta hướng dẫn bệnh nhân là phải thay đổi cái vị trí dán mỗi ngày và với những bệnh nhân mà bị mất ngủ thì trước khi đi ngủ sẽ bóc cái miếng dán đó ra với những dạng xịt mũi hoặc hít qua miệng họng thì có thể gây ra kích thích tại chỗ cái thuốc thứ hai trong cái khuyến cáo lựa chọn hàng đầu đấy là Bupropion thì đây là một cái thuốc thuộc nhóm chống trầm cảm. Cơ chế tác dụng của Bupropion trong điều trị cai nghiện thuốc lá thì người ta thấy rằng là Bupropion giúp nó có tác dụng là ức chế việc tái hấp thu của chất dopamine và noradrenaline ở SINAP Chính vì vậy mà làm cho nồng độ của các cái chất dẫn truyền thần kinh này không bị giảm ở hệ thần kinh trung ương. Đồng thời là nó cũng gắn cạnh tranh với lại thủ thể nicotine cạnh tranh với lại nicotine Chính vì cái việc mà cơ chế tác dụng không làm giảm cái đồng độ của các chất dẫn truyền thần kinh này mà bupropion được uh, có tác dụng làm giảm các cái triệu chứng của hội chứng cai thuốc lá về hiệu quả của bupropion thì cũng đã được chứng minh qua các cái thử nghiệm lâm sàng cho thấy là thuốc giúp làm tăng gấp đôi cái tỷ lệ cai thuốc khi kết hợp với lại các cái biện pháp tư vấn điều trị cai nghiện thuốc lá uh, tác dụng phụ của bupropion thì so với lại giả dược thì cũng rất là ít gần như là không đáng kể trong đó chủ yếu là tác dụng phụ liên quan đến mất ngủ uh, À, ông thậm chí là sử dụng an toàn ngay kể khi kể cả khi bệnh nhân vẫn đang tiếp tục hút thuốc đồng thời là vì thuốc làm à, giảm cái khả cái cái thèm ăn của bệnh nhân chính vì vậy mà bệnh nhân sẽ ít tăng cân hơn đây là cũng là một vấn đề gây trở ngại đối với những bệnh nhân mà người hút thuốc khi mà người ta cai nghiện thuốc lá người ta có thể dễ dàng tái nghiện trở lại khi bị khi khi mà gặp vấn đề về tăng cân à, và cái việc điều trị thì thường là bắt đầu từ 7 đến 10 ngày trước cái ngày bệnh nhân lựa chọn cai thuốc thời gian điều trị từ 8 đến 12 tuần và trong một số trường hợp thì có thể cân nhắc duy trì kéo dài đến 6 tháng hoặc lâu hơn và bupropion cũng đã các cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng cho thấy rằng việc kết hợp bupropion với lại nicotine thay thế cũng giúp tăng hiệu quả cai thuốc về chống chỉ định thì có một số các cái chống chỉ định liên quan đến ví dụ như là dị ứng thuốc rồi những bệnh nhân mà có tiền sử dễ bị co giật vì thuốc do thuốc làm giảm cái ngưỡng co giật hoặc là những bệnh nhân đang sử dụng các thuốc hướng thần mà ức chế men mono đa cái thuốc thứ ba trong cái nhóm khuyến cáo lựa chọn hàng đầu đấy là Vareniclin thì đây là một cái thuốc mà có tác dụng cạnh tranh với lại thụ thể nó đồng vận một phần thụ thể nicotine chính vì vậy mà nó cũng kích thích giải phóng ra cái chất dẫn truyền thần kinh là dopamine và vì vậy mà Vareniclin cũng có tác dụng làm giảm các cái triệu chứng khó chịu khi cai thuốc và hiệu quả của thuốc này cũng đã được chứng minh qua các cái thử nghiệm lâm sàng giúp làm tăng gấp hơn hại gấp đôi tỷ lệ cai thuốc. phân tích gộp 10 thử nghiệm lâm sàng trên khoảng hơn 6.000 bệnh nhân À, những người hút thuốc thì thấy rằng là uh, Varenicline giúp cải thiện cái tỷ lệ cai liên tục uh, ở với RR là 2,83 uh, ở thời điểm 52 tuần so với giả dược và hiệu quả cũng đã được chứng minh trên nhóm các bệnh nhân mắc bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính, các bệnh nhân tim mạch cũng như là người hút thuốc khỏe mạnh. Uh, tác dụng phụ hay gặp của thuốc là có thể gây buồn nôn, nôn mửa hoặc là mơ bất thường hoặc là táo bón. Và uh, trước đây thì có một số các cái thử nghiệm lâm sàng thấy rằng có một tỷ lệ bệnh nhân bị xuất hiện các cái triệu chứng làm tăng các cái triệu chứng rối loạn về tâm thần ví dụ như là trầm cảm và có ý tưởng tự sát tuy nhiên thì trên cái phân tích gộp các thử nghiệm lâm sàng thì cho thấy hiện tại là chưa có đủ bằng chứng cho thấy clean làm tăng nguy cơ rối loạn tâm thần về liều lượng điều trị của thuốc thì thời gian điều trị khoảng 3 tuần có thể kéo dài đến 6 tháng với liều lượng như thế này một số các yếu tố cân nhắc khi kê đơn thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá thì thứ nhất là phải dựa dựa trên cái sự quen thuộc của bác sĩ với lại các cái thuốc điều trị cai nghiện thuốc lá về kinh nghiệm các cái chống chỉ định của thuốc sự lựa chọn ưa thích của bệnh nhân tại vì khi bệnh nhân người ta đã quen sử dụng người ta ưa thích cái 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 thuốc mà người ta sử dụng đó thì cái việc tuân thủ điều trị cũng sẽ tốt hơn mức độ nghiện thực thể của bệnh nhân dựa vào kinh nghiệm những lần cai thuốc trước của bệnh nhân cũng như đặc điểm của từng đối tượng bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tâm thần không có tiền sử co giật trên bệnh nhân có thai các bệnh nhân có các bệnh đồng mắc như là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính rồi tim bệnh lý tim mạch các cái phối hợp thuốc có thể lựa chọn như là phối hợp nicotine các cái chế phẩm nicotine dạng miếng dán là dạng tác dụng kéo dài kết hợp với lại các dạng viên nhai viên nhậm là các cái dạng mà cho tác dụng nhanh hơn với cái nồng độ đỉnh cao hơn so với dạng miếng dán hoặc là nicotine thay thế kết hợp với bupropion nicotine thay thế kết hợp varenicline hoặc là có thể kết hợp varenicline và bupropion Uh, các cái phân tích gộp các cái thử nghiệm lâm sàng thì cũng cho thấy hiệu quả của các cái điều trị phối hợp này uh, trong những trường hợp bệnh nhân không có hiệu quả đối với lại cái điều trị đơn trị liệu. À, một số các cái thuốc khác trong điều trị cai nghiện thuốc lá hiện nay thì đấy là các cái thuốc một số các thuốc lựa chọn hàng hai như là nortriptyline thì là một cái thuốc chống trầm cảm ba vòng thì cũng cho thấy là thuốc có hiệu quả trung bình trong điều trị cai nghiện thuốc lá tuy nhiên thì có nhiều tác dụng phụ như là khô miệng rồi an thần à, một cái và cái thuốc này thì được cân nhắc là lựa chọn hàng hai trong điều trị cai nghiện thuốc lá có 6 cái thử nghiệm lâm sàng đã tính từ cho đến năm 2005 đánh giá về hiệu quả của cái thuốc này thì cho thấy là đi giúp với liều từ 75 đến 100 mg thì giúp tăng gấp đôi hiệu quả cai thuốc và có khoảng 4 đến 12% phải ngừng thuốc vì các biến cố bất lợi, không có biến cố bất lợi nghiêm trọng xảy ra. Uh, một thuốc nữa là cytizine thì cái thuốc này đã có được sử dụng ở các cái nước châu Âu trong điều trị cai nghiện thuốc lá trong khoảng hơn 15 năm nay. Đây là một cái dẫn xuất thực vật và một chất đồng vận thụ thể, một phần thụ thể nicotine, acetylcholine giống như là varenicline với cái chi phí điều trị thấp hơn, uh, thời gian và hiệu quả thì cũng tương đối tốt. Tuy nhiên thì thuốc này hiện tại là chưa được FDA đánh giá và chưa có thêm trên thị trường Mỹ. Năm 2017 thì FDA cũng đã chấp nhận cái đơn đăng ký điều tra về thuốc mới cytizine này và cái công ty dược mà phụ trách cái sản phẩm này được ủy quyền để tiến hành các cái phát triển lâm sàng ở tại mỹ Uh, về tác dụng của nicotine thì phân tích gộp 8 cái thử nghiệm lâm sàng trên khoảng hơn 2.000 bệnh nhân theo dõi 6 đến 12 tháng thì cho thấy thuốc có cải thiện giúp làm tăng tỷ lệ cai thuốc với RR là 1,57. Tuy nhiên thuốc cũng có nhiều tác dụng phụ trên đường tiêu hóa so với lại nhiều hơn so với giả dược một cách có ý nghĩa, không sự có sự khác biệt với các tác dụng phụ tuy nhiên và nhưng mà về các cái tác dụng phụ khác nói chung thì cũng ít uh, không có sự khác biệt nhiều với lệ giả dược. Uh, một cái điều trị nữa mà được hy vọng trong tương lai và hiện tại cũng còn đang trong giai đoạn nghiên cứu đấy là các vaccine nicotine thì cơ chế tác dụng của các vaccine vaccine nicotine này là khi mà bệnh nhân được sử dụng vaccine nicotine thì sẽ kích thích sản xuất ra cái kháng thể kháng nicotine ở trong máu và khi mà cái người hút thuốc người ta tiếp tục sử dụng các cái chế phẩm các cái sản phẩm thuốc lá thì cái nicotine khi vào máu sẽ được gắn với các cái kháng thể này làm trở thành cái phức hợp kháng nguyên kháng thể làm tăng kích thước của cái kích thước của cái phức hợp kháng nguyên kháng thể này là không thể vượt qua được cái hàng rào máu não chính vì vậy mà không thể đến được đích tác dụng là các cái thụ thể nicotine ở trên não và vì là nó không gắn được với thụ thể nicotine nên không thể gây ra được các hiệu ứng tâm thần kinh chính vì vậy mà sẽ dẫn đến dần dần là bệnh nhân sẽ cai thuốc à, về hiệu đánh giá hiệu quả của các cái vaccine nicotine này thì hiện tại các cái thử nghiệm lâm sàng mới chủ yếu dừng ở các cái hiệu quả trên thử nghiệm lâm sàng pha 1 và pha 2 với ít tác dụng mong muốn có một số các chế phẩm như là tanic của anh hoặc là nipac của mỹ hoặc là nicotine của thụy sĩ Uh, các cái thử nghiệm lâm sàng phân tích bốn thử nghiệm lâm sàng trong đó có ba thử nghiệm lâm sàng đánh giá hiệu quả của NICVAC so với giả dược và một thử nghiệm lâm sàng thì đánh giá hiệu quả của NICQBETA so với giả dược trên khoảng 2.600 người hút thuốc thì tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại thì chưa thấy không thấy thử nghiệm lâm sàng nào là có sự khác biệt về tỷ lệ cai kéo dài sau 12 tháng so với giả dược và trong thử nghiệm uh, sử dụng cái NICQBETA uh, trong cả hai đối với cả hai cái nhóm uh, cái hai cái vaccine nicotine này Ờ, để kết luận thì em xin kết luận hiện tại là có ba cái thuốc được khuyến cáo lựa chọn hàng đầu trong điều trị cai nghiện thuốc lá đó là các cái liệu pháp nicotine thay thế bupropion và varenicline giúp làm tăng hiệu quả cai thuốc khi kết hợp với tư vấn và với ít tác dụng phụ một số thuốc khác có thể là lựa chọn hàng hai cho điều trị cai nghiện thuốc lá tuy nhiên với cái nhiều tác dụng phụ hơn ví dụ như là nortriptyline hoặc là citalin và vaccine nicotine thì hiện tại là chưa có đủ bằng chứng về hiệu quả phần trình bày của em đến đây là kết thúc ạ à. xin cảm ơn sự chú lắng nghe của quý vị đại biểu.